Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em cái bộ cao su gác chân trước, cao su gác chân sau của Dream Thái cho anh em nha. Thì cái này thì anh em có thể gắn cho Dream Thái hay là mấy cái dòng cúp rồi cũng được, 67 cũng được nha. Thì cái cao su gác chân sau này thì hay gọi đúng hơn là gác chân sau luôn chứ không phải là cao su nữa. Tại vì cái này thì nó đầy đủ sắt này kia ở trong cho anh em luôn. Và cái phần cao su gác chân sau của cái phần xe Dream Thái này anh em, nó cũng là cái phần nguyên của cái gác chân luôn. Tại vì như anh em biết á, thì ví dụ như xe Way hay là xe Super Rim thì nó sẽ có thêm một phần là gác chân nhôm nữa. Nhưng mà những cái xe như là Rim Thái hay 67 á thì cái gắp của nó sẽ dính liền và không có bát nhôm. Nó chỉ chừa hai cái bát ra để anh em bát hẳn cái gác chân vào thôi. Thì nó gọn gàng hơn so với lại những cái dòng xe có bát nhôm nha. Nhưng mà cũng chính vì là nó gọn gàng hơn, nó không có bát nhôm cho nên là cái việc mà sử dụng nó á, thì do là anh em phải gạt lên gạt xuống rất là nhiều. Và nó phải dùng nguyên một cái lực nó tán vào, nó không có cái bát nhôm chịu lại anh em ha, nó gắn thẳng vào cái gắp luôn cho nên là rất là nhanh bị ngoác, nhanh bị hư. Cho nên là đa số là gần như Rim Thái anh em là người ta thay hết cái gác chân này, tại vì đa số là nó xịu hết. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em một cái bộ cao su gác chân sau zin của Honda Gia Băng anh em ha, Honda Nhật Bản ấy, và với mức giá cực kỳ hot luôn, 160.000 một cặp. Mà cao su này là mình báo luôn là cao su zin có chữ AB A và chữ B ở trên cái phần cao su luôn anh em nha, để chân. Thì đây bây giờ mình sẽ mở cho anh em coi. Đầu tiên một bộ như này á, thì nó là 160.000 và nó được đóng ở một trong cái túi như thế này nha anh em, rất là đẹp luôn. Rồi mình sẽ mở cho anh em coi. Đây. Thì một cái túi như thế này á, nó gồm có rất là nhiều chi tiết. Nha, nó có rất là nhiều chi tiết luôn. Nó gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12. Rồi, 12 chi tiết nha anh em nha. 12 chi tiết ở trong một cái bọc này. Thì trước tiên mình giới thiệu những chi tiết nhỏ trước đây. Đây, một cái lông đèn nè. Cái lông đèn nữa nè. Cái này là một bịch, là một cái mà made in Japan luôn. Nói chung là không biết sao bọn Nhật nó làm xịn như vậy. Nhưng mà cái này là do mình có quen biết cho nên là mình lấy được giá rất là rẻ luôn. Một cái chỉ phe cài nè. Rồi, một cái phe cài tiếp nè. Japan hết nha. Made in Japan hết. Một cái phần lông đèn lớn nè, để anh em bắt vào cái lỗ này. Một cái lông đèn lớn thứ hai này. Cái lông đèn nó cũng dạng bảy màu đấy nè, rất đẹp. Một cái chốt cài này. Và đây một cái chốt cài còn lại ha, cái này da băng hết nha. Rồi, và bên này nó sẽ có bốn cái này thì là hai cái thanh sắt, hay là gọi là hai cái lõi này. Hai cái lõi sắt này, made in da băng luôn. Rất là xịn nha anh em nha, hai cái lõi sắt này. Cực kỳ đẹp luôn, tí mình sẽ quay cho anh em coi từng cái. Hai cái phần vỏ cao su bên ngoài này cũng là made in Japan luôn. Rồi ok. Bây giờ mình nghĩ là mấy cái kia thì mình sẽ rồi mình sẽ ráp cho anh em thành một bộ luôn nha. Nói chung là tất cả những cái món nãy giờ mình giới thiệu cho anh em là 12 món, giá nó chỉ có 160.000 thôi. Cho nên nó về giá này anh em không cần phải suy nghĩ, bây giờ mình chỉ khui ra và mình ráp lại cho anh em coi nha. Rồi, cao su này mình khui một cái cao su ra nè. Rồi đây, để qua một bên. Khui thêm một cái cốt ra nè. Cao su đó thì anh em gắn bên trái bên phải gì cũng như nhau nha, nhưng mà hai cái cốt này nó khác nè anh em. Cốt này nó có hình như nó có trái phải. Không, cốt này nó cũng chả có trái phải gì luôn anh em ơi. Gắn thoải mái luôn. Rồi một cái này. Cái này và một cái chốt này nha. Đây. Cái này một bên này. Một bên nó sẽ có bốn món như thế này nữa. Đó, rồi mình sẽ khui đâu luôn. Mình gắn này một bên cho anh em coi nha, để anh em hình dung cho nó dễ. Gắn hai bên thì nó mất thời gian hơn. Cái này mình gắn trực tiếp trong clip luôn. À, gắn trực tiếp trong clip luôn. Cho anh em chúng ta hình dung cho nó dễ. Rồi. Đây. Mình sẽ gắn hết trong một clip này luôn. Để anh em yên tâm. Rồi. Đây. Bây giờ mình sẽ rất là đơn giản để anh em nhét vô. Rồi có một cái lõi này. Đây, lõi sau đó anh em nhét cái cao su này vào. Cao su này thì phần nào nó đúng ta? Đây, đây. Đây này ha. Mình sẽ nhét vô nha anh em. Anh em sẽ nhét vô. Giò là nó còn mới, nó rất là khít nha anh em. Mình phải dùng lực mình nhét vô. Đây. Nhét dần nó vô nha anh em. Nhét dần là nó sẽ vô.
Đây. Rồi, sau đấy anh em nhét xong cái phần này. Ok cho anh em. Thì mình sẽ bỏ một cái con vấn đề này vào đây. Con này nó có chiều cho anh em nha. Anh em để như vậy nó không có vừa đâu, tại nhìn nó vuông mà cho nó hình chữ nhật á. Nhưng mà hình vuông đâu. Rồi, phải để như vậy vô. Đó, mình cũng không biết để nào cho đúng, chiều nào cũng như chiều nào thôi. Rồi. Sau đó em chúng ta dùng một cái chốt này, anh em nhét qua. Nhét qua nha anh em. Nhét qua. Đó. Và phía dưới này anh em sẽ kê cho mình thêm một con ong đề vô đây. Ong đề này, để vô đây. Và chúng ta sẽ xỏ cái phe này qua. Sau đây chúng ta vặn kéo ngược cái phe lại. Rồi, nói chung là mình kéo đỡ nó như vậy thôi. Đó, anh em đã thấy nó thành một cái bộ hoàn chỉnh rồi. Thì đây, cái bộ cao su này anh em sẽ nhìn giúp mình. Ở trên cái phần cao su này nó sẽ có một cái chữ A và một chữ B. Như đây anh em thấy chữ B không? Đó, mình sẽ tăng sáng lên cho anh em chút xíu ha. Anh em thấy rất là rõ chữ B ở đây nha. Chữ B. Rồi và mình sẽ cắt bên này cho anh em coi luôn. Bên này là chữ A này. Đây là chữ A. Mình sẽ cắt bên này cho anh em coi luôn. Đây. Đâu rồi? Đây. Đây sẽ có một chữ A này. Đó, anh em thấy chưa? Thấy chữ A chưa? Đấy. Thì bộ cao su AB này á, đây, cái phần trên đầu này anh em sẽ thấy nó xi xanh bảy màu này. Mình sẽ giảm xuống xíu nha. Đây, xi bảy màu này. Rất đẹp, xi sần nha. Xi sần chuẩn hái cho anh em nha. Cực đẹp luôn. Đây phía dưới này. Nói chung là đỉnh luôn anh em. Thì một bộ như thế này á, mức giá của nó chỉ có 160.000 thôi. Anh em có cao su zin AB. Thì nếu anh em nào chưa biết cao su AB á, thì anh em có thể theo coi những cái xe nào mà nó còn cái cao su zin á, thì anh em có thể coi ở trên cục cao su zin theo xe nó cũng có chữ A và chữ B thế này luôn. Đấy, nhưng mà nó rất ít xe có nha. Thì anh em nào cần thì liên hệ với mình. Nói chung một bộ này giá là 160.000 một bộ. Thì mình nói thẳng luôn, hàng Honda Yabang giá này bao cam kết rẻ nhất thị trường bây giờ luôn. Và cái giá này cực kỳ hợp lý cho anh em chơi rim nha anh em nha. Hoặc là anh em mua gắn 67 gắn cúp đều được. Nói chung các cái dòng xe mà sử dụng cái bát cái gác chân nó gắn thẳng vào góc thì đều gắn được cái loại này nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha.